Ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết vừa phẫu thuật thành công lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho bệnh nhân 50 tuổi. Bệnh nhân đến thăm khám trong tình trạng đau đầu, hai mắt mờ dần. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị u sọ hầu chèn ép dây thần kinh thị giác. Đánh giá diễn biến, bệnh nhân có khả năng mất dần thị giác dẫn đến mù lòa, nên bệnh viện quyết định phẫu thuật lấy khối u. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, ekip phẫu thuật đã lấy được trọn vẹn khối u sọ hầu gồm phần đặt và phần nang. 7 ngày sau phẫu thuật, người bệnh được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, đã hết đau đầu, thị giác được cải thiện. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Anh Vũ, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, u sọ hầu là một loại u khá hiếm gặp ở não, với tỷ lệ 5% đến 10% u não ở trẻ em và 1% đến 4% u não ở người lớn, thường gặp nhất ở những người từ 50 đến 70 tuổi.